Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin ngày hôm nay, bản tin tổng kết phiên giao dịch ngày 1 tháng 11 năm 2021. Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 và nhân bản tin ngày hôm nay thì mình rất uh, mong mọi người có một tháng giao dịch uh, hiệu quả. Uh, trước khi vào bản tin ngày hôm nay thì mình rất mong mọi người hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người khác cùng tham khảo và ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất. Bản tin ngày hôm nay thì vẫn có 3 phần. Phần thứ nhất là tổng kết phiên giao dịch ngày 1 tháng 11. Phần thứ hai là dự kiến thị trường và điểm qua một số dòng cổ phiếu chính phần thứ ba là mình sẽ tặng mọi người thêm một số mã cổ phiếu và điểm mua và thêm một phần nhỏ là điểm có thể là kỳ vọng của chúng ta có thể là bán thì phần đến với phần thứ nhất phần tổng kết thị trường phiên hôm nay là một phiên giao dịch giảm giảm điểm với năm phẩy điểm tương đương 0,37% ba phần mã tăng 216 mã tăng và 249 mã giảm. Số mã tăng và mã giảm thì hầu như là vẫn uh, tương đương nhau thôi. Hôm nay thì ở viên 30 có chỉ số uh, có cái uh, sự uh, giảm điểm mạnh hơn với uh, giảm tận 15 điểm tương đương với 1,02%. Chỉ có 7 mã tăng và 20 mã giảm. Uh, hôm nay là một phiên giao dịch uh, cũng rất là rất là uh, nổi bật với uh, tổng khối lượng giao dịch lên tới 38.000 tỷ và khối lượng khớp định kỳ là 33.000 tỷ. Đây là một phiên giao dịch rất là mạnh, rất là lớn của VNDX và không biết rằng là mình có thể nói rằng đây là một phiên giao dịch kỷ lục của VNDX Đây là một phiên giao dịch kỷ lục của VNDX Từ trước đến giờ chưa có một phiên nào mà giao dịch nhiều như thế này. Chúng ta sẽ cùng điểm qua cái cái những cái, cái dòng mà những cái mã cổ phiếu ở và đã đạp thị trường rồi là những cái mã cổ phiếu mà uh, tăng điểm của thị trường thì hôm nay sẽ có những cái mã cổ phiếu uh, uh, góp phần giảm điểm thị trường là có Masan này, HPG này, GAT này, uh, Vinhome hay Vietcombank thì uh, trong cái năm mã này thì thực ra là chúng ta có thể để ý rằng là có Masan, GAT, VSM và Vietcombank uh, những cái mã mà thường xuyên uh, thường xuyên uh, dùng để nhà cái dùng để uh, uh, đạp mạnh đạt thị trường hoặc là tăng điểm thị trường thì đều hầu hết là đều dùng đã các cái cổ phiếu lớn này đấy thì trong này chỉ có mỗi hòa phát là chúng ta lại có thể là thấy rằng là cái uh, nhà cái nó không uh, ít tác động ít tác động với ít tác động với uh, hòa phát thôi đúng không à, ở phiên ở chiều ngược lại thì tăng điểm thì có chúng ta tôi có thấy rằng là có đích này có ctg này hay là các cái dòng chứng khoán hay dòng banh đấy, bất động sản thì có một nửa vẫn đang tăng rất là tốt thì mình như là mình đã À, nhận định trong cái tuần trong cái phiên trong uh, thứ sáu thì uh, thị trường nó sẽ uh, thị trường nó sẽ uh, có những cái nhịp điều chỉnh và uh, chúng ta hãy quan tâm đến cái dòng chứng khoán và dòng banh bởi vì uh, trong cái dòng thì bởi vì là uh, hai cái dòng này đã tích lũy khá lâu và đang có những cái tín hiệu tăng tốt ngoài ra thì chúng ta canh chốt lời những cái mã dòng bất động sản đang, đang tăng nóng trên thị trường ok thì tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với khung đồ thị của index đây, đây là khung đầu thị uh, chết ngày với MACD uh, đã cắt lên. Tuy nhiên rằng đây, chúng ta nhìn thấy rằng là uh, cái uh, tín hiệu của RSI đang quá bán, đang ở vùng quá mua rồi, quá mua, đang ở vùng quá mua và uh, cái tín hiệu này y, y hệt như là các cái vùng, uh, các cái tín hiệu của bất động sản như là mình đã nói trong tuần trước và sẽ có những cái rủi ro ngắn hạn, Đấy, có sẽ có những cái rủi ro ngắn hạn và uh, tuy nhiên rằng là mình theo mình đánh giá thì cái rủi ro này nó chưa chưa quá là là lo ngại nhé cá đang ngại à, hôm nay là một phiên giao dịch mà thối ngoại quay lại tiếp tục bán dòng sau đó sau những cái phiên mà cả, à, mua à, càng ngày càng thấp và hôm nay là một phiên bán hơn một nghìn tỷ hơn một nghìn hai trăm tỷ và ở đây à, chúng ta tiếp theo đến với viên ba mươi viên ba mươi thì cũng như vậy sau khi mà đã tăng à, vượt qua hẳn cái đỉnh này Đấy, và có hai phiên động lực yếu Đấy, phiên à, hôm hai à, tám này và phiên hôm hai chín thì đã có một được động lực yếu và hôm nay thì quay trở lại test về cái vùng nghìn à, 1.500 hay 1.516 này, ở đường MA5 thì về xu hướng thì chúng ta đã thấy là chưa mất cái xu hướng. Tuy nhiên rằng là với cái à, khung như với cái kỹ thuật đồ thị như này thì mình đang đang thấy rằng đang dự kiến rằng là thị trường nó sẽ chỉnh về cái vùng chỉnh về cái vùng 1.500 này thì ai đang có hàng à, ai có hàng là ai có yêu thích cổ phiếu ở vùng bằng, à, của ở à, cái danh mục viên 30 thì chúng ta sẽ canh mua ở cái vùng 1.500 này. Đấy khi mà giảm xuống 1.500 này chúng ta sẵn sàng để có thể mua được từ 10 đến 20 phần trăm hàng có sẵn cái hỗ trợ tiếp theo của viên 30 ở cái vùng 1 bảy này đây thì chúng ta có thể là canh mua thêm hàng ở vùng này thì Đấy. quay trở lại VN Index thì dự kiến thị trường sẽ ra sao VN Index thì đang có hai phiên đây đây là phiên thứ ba mà mở gác à, mở, mở phiên ở đóng ở ngoài Bollinger Band thì cái điều chỉnh này thì là một điều chỉnh dễ hiểu thôi và đây sẽ là một cái cơ hội để chúng ta có thể là mua thêm hàng khi mà được VN điều chỉnh về vùng 1428 này, đây là chính là đường MA 5 là một đường để à, xác nhận là giữ giữ xu hướng. Thứ hai là điều chỉnh về cái vùng 1420 này. Sâu hơn nữa một chút nữa về vùng 1400 thì chúng ta hoàn toàn có thể là mua mạnh hơn. Đấy chúng ta có thể hai à, hai à, chúng ta có hai điều kiện mua. Đấy, một là VN Index chúng ta có thể chỉnh về các cái vùng như là mình đã nói 1427, 1421 và 1400 chúng ta có thể là giải ngân dần dần hoặc hoặc trong cái trường hợp mà viên thủ mạnh thì chúng ta sẵn sàng là mua sàn nhé đấy, về cái vùng 1400 này thì đây về vùng 1400 chung với cả đường MA20 này thì chúng ta sẵn sàng có thể là canh mua sàn trong cái trường hợp mà chỉnh mạnh ấy thì chúng ta sẵn sàng là canh mua sàn những cái mã mà giảm mạnh nhé đấy, giảm mạnh canh mua sàn những cái mã giảm mạnh đấy thì đấy là về dự kiến thị trường cũng là một nửa của phần 2 rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ điểm qua một số dòng cổ phiếu chính hôm nay thì mình sẽ đến với dòng thép trước bởi vì là dòng thép chỉnh rất là mạnh đấy với uh, hoa sen này đấy, ở hoa, sen thì mình đã biết rất nhiều các cái video ở trong phần trước này không mua với hoa sen mặc dù là hoa sen thì mình đã rất là tiếc đúng không không mua với hoa sen hoa sen đã dính phân kỳ rồi vì mà mình sẽ không mua với cái mã này đây là một trong những cái uh, quy tắc giao dịch của bản thân mình đấy và hôm nay hoa sen thì đã xác nhận là thủng cái đã xác nhận là thủng cái hỗ trợ gần nhất ở đây rồi đấy cho nên là trong cái vùng tiếp theo thì chúng ta sẽ quan sát thêm với hoa sen ở cái vùng 144 này thì chúng ta có thể là trong cái trường hợp mà giảm mạnh này 44 43 44 này chúng ta có thể canh giải ngân với hoa sen và cái quan trọng là chỉ bắt phục hồi đấy nhá chứ chưa chưa thể nói rằng là hoa sen đã tăng trở lại ngay cho nên là chúng ta khi mà về đây về cái vùng 43 44 này thì sẵn sàng hãy hãy bắt đi hãy bắt đi không đi và khi mà hồi lên một cái là bắt luôn nhưng mình đã thấy ở cái vùng mình đã thấy ở HXG ở cái vùng vùng 46 này thì đã RSI đã xuống đến dưới vùng quá bán rồi cho nên là cái tỷ lệ hồi của hoa sen trong phiên ngày mai trong phiên sắp tới thì sẽ rất là cao đấy về vùng này thực ra đã, đã bắt được rồi bốn năm rồi đấy là đối với hoa sen tiếp theo là hôm nay với hòa phát hòa phát hôm nay giảm điểm rất là mạnh và nó gây ảnh hưởng cũng tương đối lớn đến vn 30 và vn index đây là với khung của hòa phát hòa phát thì cũng đang tiếp tục là dính phân kỳ rồi đúng không chúng ta thấy rằng là cái phân kỳ gì rất là rõ nét và đây là một cái trong những cái điểm chỉ báo mà báo đỉnh đấy đây đỉnh. thì uh, HPG sẽ có hỗ trợ đầu tiên ở cái vùng 45 này đây là một cái bô lên giải bộ, giải bô linh bên cạnh dưới và chung với cả cái hỗ trợ vùng này vùng 45 45 45 à, 50 năm vùng 50 năm này thì thì ai đang có hàng kẹp ở trên này thì chúng ta có thể là mua quanh cái vùng 45 54 này 55 Đấy, 5 năm là lướt tiếp không khi mà hồi hồi lại lên cái vùng 56 này thì chúng ta có thể là cảnh bán ngay hàng có sẵn để hạ giá vốn với hdg thì chúng ta đây thấy tôi đang thấy rằng là mình đang thấy rằng là nó đã chạm gần dưới cái vùng qua bán rồi nên cho nên là chúng ta sẽ canh trong cái nhịp phiên sắp tới Đấy, ai chưa có hàng thì ra canh vùng 5 năm năm đúng 5 năm luôn thì chúng ta là canh mua tiếp theo là với nam kim nam kim thì hôm nay chỉ ít hơn nam kim hôm nay để chỉ ít hơn một chút thì chúng ta có thể canh mua với nam kim quanh vùng 52 này nam kim là một mã tương đối tốt dựa tương đối nhẹ, hmc thì uh, thì vẫn đang tốt nhé, đang tích lũy tốt, chưa phải chưa vấn đề. Uh, thép việt nam tvn thì cũng đang có phân kỳ nha, đang có những cái tín hiệu phân kỳ và mình sẽ không tham gia với những cái mã mà có tín hiệu phân kỳ. đây là một dạng phân kỳ âm nhé. còn fmc fmc thì đây, fmc thì mình cũng đánh giá từ rất là lâu rồi. thực ra fmc thì mình nhìn từ cơ bản bán mình uh, quý vị bán từ cái vùng năm mấy này nếu mà ai quan tâm đến cái tài chính của HMC ấy, thì chúng ta thấy rằng là quý này nó giảm lãi chỉ còn 128 tỷ thôi à 126 tỷ ở đây thì thực ra là cái FPS nó đã không không thể đồng hành được cùng với cả Hòa Phát rồi HSG rồi Nam Kim rồi đấy thì mình đã quanh khuyến nghị bán được quanh vùng 5556 này thì đây bán gần như là bán đúng đỉnh rồi thì với HMC thì chúng ta cũng sẽ chưa có những điểm vào nhé còn ai kẹp thì chúng ta sẵn sàng là có thể là cảnh mua quanh vùng 51.2 khi mà bật lên thì toàn bán hàng có sẵn để lướt hay không à, tiếp theo là về dòng banh dòng banh thì hôm nay có một tăng phiên tăng rất là tốt đấy ngoài các, các cái mã trụ mà à, để đạp thị trường ra đấy, để đạp thị trường ra thì các cái mã dòng banh tăng rất là tốt và cái mã mà mình đã khuyến nghị từ hôm trước mình sẽ à, sâu ra trước với MSB này đấy, MSB hôm nay tăng rất là tốt đấy, mở cả bên trên lại vượt qua cái kháng cự ở vùng này Hãy vượt qua kháng cự vùng 23 mục tiêu của MSB chúng ta sẽ cầm quanh cái vùng 24.5 đấy chúng ta có thể là canh chốt một phần ở đây nhưng về cơ bản thì MSB rất là tốt BBB thì cũng vậy BBB thì đang có những cái xu hướng hôm nay vốn tăng rất là tốt chạm kháng cự ở trên và chúng ta mục tiêu dùng 22.7 ngoài ra thì dùng 25 năm. Uh, CTG CTG cũng tương tự nhé CTG tương tự nhưng mà không còn điểm mua nữa rồi không còn điểm mua thì chúng ta sẽ chỉ canh chỉnh và mua thôi Canh chỉnh mua quanh vùng 31 với CTG Thiên Long Banh thì vẫn là tăng rất là tốt OCP này OCB này OCB thì mình cũng như là nói rồi mình nói rất nhiều lần về OCB rồi thì chúng ta có thể là canh mua quanh cái vùng quanh cái vùng 26 này và tiếp theo một phiên uh, thứ ba chạm về vùng 26 thì chúng ta là có thể lên hàng lên uh, có thể tham gia vào với OCB Đấy. ngoài ra thì AC... À, này không nói uh, BIT thì cũng tăng rất là tốt BIT hôm nay tăng mở gà gáp và mở cả Bollinger Band ra tuy nhiên thì mã này khi mà vượt qua cái ao mê như này thì chúng ta sẽ có những cái mô hình như thế này, mô hình hình thái của Ichi như thế này thì chúng ta lên có những cái phương pháp chốt lời đi, chốt lời ngắn hạn, Đấy, chốt lời ngắn hạn khi mà lên được cái vùng cản ở đây, Đấy, đối với cả cổ phiếu bit thì nó cũng, nó cũng không có gì cả. Khi mà ai học về Ichi nhiều thì chúng ta sẽ có những cái mô hình như thế này, Đấy, mô hình là chúng ta rất là quen thuộc thôi, Đấy, vùng lên ở vùng 43 này mà test xuống flat ETC rồi tăng tiếp hay không thì chúng ta cũng để xem theo, xem thêm. Tiếp theo là với dòng chứng khoán, đấy, chứng khoán thì mình đã khuyến nghị nhưng mà mình không khuyến nghị cả dòng, mà chứng khoán thì mình chỉ có khuyến nghị với ores này, nhưng mà ORS đã chuyển sang rồi à, TVB này, đấy, TVB hôm nay chạm với cái vùng cũ này chạm với vùng đỉnh cũ và có cái phiên đạp xuống thì thực ra là cũng không không có vấn đề với TVB Hôm nay mình là có CTS này, CTS đóng trần luôn này CTS đóng trần, bôn tược kỳ to, đấy mở cả uh, vượt qua khả kháng kháng cự của Bollinger Band và cái kháng cự ngắn hạn ở vùng 30 này và tiếp theo thì mục tiêu của CTS sẽ đến vùng 32 chúng ta ai có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt lời đi chốt lời một phần đi uh, tiếp theo với uh, TVS này SHS này Đấy, SHS hôm nay tăng rất là tốt mở cả đi tương tự là CTS thì chúng ta ở cái vùng này thì chúng ta sẵn sàng là canh chốt lời một phần đi Đấy. tiếp theo uh, một phần thôi nhé một phần nhỏ một phần nhỏ bởi vì sao vì chúng ta thấy rằng là cái thanh khoản của Viennex tăng mạnh như này thì các cái công ty chứng khoán là những cái công ty hưởng lợi trực tiếp với với uh, uh, thanh khoản như thế và BS cũng tương tự này rất nhiều mã chứng khoán tăng rất là tốt và đây là những cái điều dễ hiểu thôi Vndirect thì tập trung phù uh, phần lớn vào uh, giao dịch của nhà nhà đầu tư cá nhân cho nên là tăng rất là mạnh trong cái thời gian này Để hay VCI này, này tăng rất là tốt tăng vượt cả đỉnh rồi các cái mã chứng khoán thì bắt đầu là tăng dượt cả đỉnh và đây sẽ là thời kỳ để chúng ta quay trở lại tới dòng chứng khoán và dòng ngân hàng đúng không? Với bất động sản thì sao? Chúng ta thấy rằng là ở đây thì có rất nhiều mã bất động sản cũng đã tăng rất là tốt, vẫn tăng tốt, vẫn tăng tiếp Tuy nhiên rằng là khi mà kéo xuống thì các cái mã cổ phiếu bắt đầu đang có cái sự rung lắc nhất định Đấy, Sự rung lắc và sự đạp xuống nhất định để thay máu dòng tiền Với KDH này, với RI này, với PDR này Đấy, Thì mình đã khuyến nghị rồi và mọi người... À, hãy 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 cẩn trọng với cả dòng bất động sản này khi mà đã tăng nóng tăng rất là nóng đúng không với DLG này Long hậu này NZC thì cũng đang có những cái chiều giảm hay BMC này Đấy, ai mà tham gia FOMO mua đuổi này sẽ có những cái nhiều điều chỉnh và rất là rất là mạnh đúng không IGC này Đấy, tuy nhiên rằng là cái nhịp điều chỉnh này thì uh, chưa chưa đáng lo lắm đâu nhé chưa đáng lo lắm đâu nhé thì với uh, các cái mã cổ phiếu như đây ví dụ như là IGC này mình đã có viết bài về À, phân tích cơ bản với thì cái định giá của nó cũng lên vùng 4546 cơ à 3536 cơ thì chúng ta có thể là sẵn sàng cầm thêm hàng thôi Đấy, với IGC thì về cái vùng 32 này sát vùng 32 thì chúng ta sẵn sàng có thể là mua thêm nhé với IGC à, D2D này Đấy, D2D thì cũng tăng chúng ta có thể là mua hàng quanh vùng 62 này bắt nhịp tới cộng này Đấy, số mã như SCR này SCR thì vẫn đang tăng rất là tốt chuẩn chưa mất cái xuống tăng khi mà chưa cần test về cái vùng 14.2 14.45 IPRA này đang tăng, tăng tốt này, Novaland này. Đấy Novaland này đang tăng tốt khi mà chờ mở ben, đấy mở ben vào. Khi mà giá vào trong ben thì nó sẽ lại tăng tiếp thôi. Chiều tăng thì uh, vẫn có cái mã dòng mà bất động sản tăng rất là tốt, tuy nhiên là cái vùng này thì chúng ta hãy lên cẩn trọng nhé. ở cái vùng uh, RSI tăng quá bán này này, à, quá mua này này, chúng ta nên cẩn trọng. Chốt dần lời đi. Uh, một số dòng uh, Ok thì qua điểm qua thế như vậy thôi Điểm qua như vậy thôi và cuối cùng là mình sẽ tặng mọi người thêm một số mã cổ phiếu Đấy Cổ uh, phiếu thứ nhất là về SBT SBT thì hôm nay mình đã có khuyến nghị mua thêm cái vùng 21.9 này Đây 21.7, 21.9 này thì mình đã khuyến nghị mua thêm với SBT nhé SBT thì đã qua, vượt qua cái cản ngắn hạn này rồi Đấy thì chúng ta sẽ có kỳ vọng lên cái vùng 23 này Đây là cái vùng ngắn hạn đầu tiên Đấy hạn đầu tiên về FPT cho lướt T cộng nhé Rồi ngoài ra thì chúng ta có những cái thông tin về giá đường tăng rất là tốt đúng không đây vùng này thì chúng ta lên canh chốt một phần với 23 ai đã mua hàng quanh cái vùng này đấy, thực ra mua mới vẫn được nhé nhưng mua mới thì nên mua đỏ đấy, còn lại thì cái mục tiêu chúng ta lên vùng 25 đấy đi cùng với nó là QNS cũng là một cái mã dòng đường thì chúng ta sẽ mua khi mà nó tích lũy ở trên cái vùng 51.8 này a 51.6 này chúng ta sẽ sẵn sàng mua khi mà tích lũy trên nhé tích lũy trên mua một phần thôi Đấy, bởi vì là cái mã này thực ra là nó chưa tăng quá vượt cái cái giải à, vượt cái kháng cự này chúng ta nên mua ở phần bởi vì mình đã khuyến nghị mua cái vùng 50 này rồi cho nên là ai đã có hàng thì cứ lên đây mới mua mua thêm thôi tiếp theo là về VAB đây là một mã dòng banh và chưa tăng được quá nhiều đây đang trong một cái điểm mua rất là tốt thì chúng ta là canh mua quanh cái vùng toàn vùng giá đỏ này 17.5 này là 17.5 tham chiếu này 17.4 là hợp rất là rất là hợp lý nhé ngoài ra thì là ANV đây là một cái mã về thủy hải sản thì cho những ai mà chưa mua chưa chưa có hàng cái như thủy hải sản đợt này có HVC này hay này tăng rất là tốt trong phiên hôm nay thì ai chưa có hàng thì canh chỉnh về cái vùng 34.3 này chúng ta có thể là canh và tham gia nhé hai mã về uh, cảng biển đây cảng Đà Nẵng thì chúng ta đang có trong cái điểm mua rất là tốt chúng ta có thể là canh mua khi canh mua khi mà giá đỏ giá tham chiếu nhé 30.3 kỳ vọng thì chúng ta sẽ lên cái vùng 34 này Đấy. PHP đây là mã mà mình sẽ tặng mọi người tiếp theo đấy đang ở trong cái vùng mua rất là tốt và kỳ vọng về 34 bốn. À, thì như vậy là chúng ta đi hết 3 phần nội dung của bản tin ngày hôm nay mong rằng bản tin sẽ mang lại cho một mang lại cho mọi người một số thông tin bổ ích à, chúc các bạn thành công và gặp được nhiều may mắn xin chào và hẹn gặp lại